đò ngang. Trời chưa sáng, bên kia sông đã vang lên tiếng gọi: "Ơ đò!" Đò ngang tỉnh giấc, vội vã quay lái sang sông đón khách. Ngày nào cũng vậy, bất kể sớm khuya, đò ngang chăm chỉ lo việc đưa đò giữa hai bờ sông. Đôi lúc, đò ngang nhìn thấy anh thuyền mành đi qua. Thuyền mành vạm vỡ, to lớn, dương cao cánh buồm lộng gió, lướt sóng ào ào, giống như con chim khổng lồ cất cánh tung bay đến những bến bờ xa. Chắc ở những nơi đó có biết bao cái mới lạ để thuyền mành học hỏi, giúp anh ấy lớn lên. Mỗi lần nghĩ vậy, đò ngang lại cảm thấy đôi bờ của mình quá chật hẹp, muốn vứt bỏ tất cả để được đến một nơi nào đó mới và rộng lớn hơn. Một buổi trưa nắng, đò ngang nằm nghỉ ở bên nước, chợt thuyền mành ghé đến. Đò ngang reo to: "Chào anh thuyền mành, đã lâu anh mới ghé lại. Chào bạn thân mến, tôi lại đi ngay vì còn ghé nhiều bến." "Tuyệt quá, những nơi anh đến có bao điều mới lạ giúp anh thêm hiểu biết. Tôi chỉ mong được như vậy." Thuyền mành nghĩ ngợi rồi nói: "Thực ra, ở bất cứ đâu cũng có những điều để chúng ta học hỏi. Như ở ngay bến sông này, anh được gặp rất nhiều thuyền từ khắp nơi đổ về. Và mỗi ngày anh đổ đón hàng trăm khách mới, mỗi người một vẻ." Thấy đò ngang đăm chiêu, thuyền mành nói với giọng thân mật: "Quan trọng nhất là đò ngang được mọi người quý mến vì làm công việc nối lại đôi bờ. Mỗi khi đò ngang cập bến, mọi người đều ùa ra reo mừng. Quả thật, tôi cũng muốn được như vậy." Bên kia sông chợt vang lên tiếng: "Ơ đò!" Đò ngang chào thuyền mành rồi vội vã sang sông đón khách. Từ ngữ đăm chiêu có vẻ đang băn khoăn, suy nghĩ.